Cái khóa tu này là cái khóa tu để luyện trí, cái ngọn đuốc trí tuệ trong tâm các con sẽ được đốt lên, được thắp sáng. Mình tin rằng khi mà các bạn hoàn thành cái khóa tu này, các bạn sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Thì các bạn đã có một môi trường không phải chỉ là để học không đâu, mà các bạn còn được giao lưu, được gặp gỡ, được chia sẻ, được học rất nhiều những thứ mà bình thường chúng ta rất khó để nói ra. Chỉ cần cho các bạn trong môi trường tập thể này thôi, các bạn đã biết cách học vì mọi người là thế nào, sống giữa mọi người là ra sao, cái sự ích kỷ nó sẽ bị giảm bớt đi, nhường chỗ cho cái gọi là cái cách sống biết vì mọi người. Trải nghiệm 7 ngày, 168 giờ, 10.080 phút sống khác, hòa mình trong những vũ điệu thanh xuân, thời trang tái chế, thỏa sức sáng tạo, giao lưu khách mời, trau dồi hiểu biết, thiền tập an tâm sáng trí, tâm thành khấn nguyện, bình an mỗi ngày, thắp sáng nguồn tâm tri ân, phúc sinh trí mở, hiểu nhân quả để có hành động trí tuệ, thức tỉnh hiếu tâm. Nơi tu tâm dưỡng tính trí giác Phật Đà, khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng lần 4 năm 2023 với chủ đề thắp sáng trí tuệ dành cho độ tuổi sinh từ năm 1993 đến năm 2005. Thời gian từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023. Đăng ký tham gia tại website chuabavang.com. Phát sóng trực tiếp trên các kênh fanpage Chùa Ba Vàng, fanpage Thầy Thích Trúc Thái Minh, fanpage Câu lạc bộ Tuổi trẻ Ba Vàng, YouTube Chùa Ba Vàng, YouTube Thầy Thích Trúc Thái Minh.